trong cái phần part 5 mà các em rất hay bị hỏi. Đấy là nhìn thấy sau giới từ phát là đoán ngay chỗ này nó phải là danh từ. Mà đã là danh từ, chúng ta có kỹ thuật là gì? Là hậu tố để chúng ta nhận biết thằng nào là danh từ rồi. Thì chúng ta cứ thế mà chúng ta chọn phần là gì? Là now, danh từ. Thế danh từ thường trong bài thi ý, thì các em sẽ bị hỏi gì? Hỏi thứ nhất, thực ra nó rất là đơn giản. Hỏi thứ nhất là gì? Là nó hỏi về là gì? Danh từ đấy là danh từ đếm được hay không đếm được? Rất dễ đúng không? Nếu như mà chúng ta là gì đã nắm chắc thì là ngon lành. Và đã là đếm được thì nó sẽ hay hỏi là gì? Là danh từ đấy ở dạng số ít hay dạng số nhiều? Số ít hay số nhiều? Đấy, chúng ta lại phải nắm được. Xin chào mọi người. Hôm nay cái điểm thứ hai. Và các em lưu ý sẽ có là gì? Một số danh từ mà thì là không đếm được điển hình mà hay gặp trong bài thi. Chúng ta cũng phải nhớ. Đấy. Thế thì bài thi của chúng ta ấy, là danh từ, đã hỏi đến danh từ thì thường thường nó là từ loại. Và đã là từ loại thì chúng ta cần phải có cái kỹ thuật để nhận biết được là gì, nhìn đâu để biết được danh từ. Vì chúng ta biết là ô trống này cần điền một danh từ rồi, nhưng mà thì chúng ta nhìn bốn đáp án lại chẳng biết đáp án nào là danh từ. Thế chúng ta cần phải là gì, sử dụng cái gọi là hậu tố. Thế thường thường những danh từ, chúng ta sẽ quay lại một cái bài là tương đối hay, thì chúng ta sẽ thấy là gì, là nó hay kết thúc bằng những hậu tố như thế nào. Những hậu tố như là hậu tố là should, đúng không? Như là production. Hậu tố needs như là willingness. Hậu tố ends như là gì? Là difference. Hậu tố mình như là agreement. Hậu tố là IT như là security. Đấy. Hậu tố thứ 6 chúng ta hay gặp ấy, là đối ER, đối EE, employee, employer, cái kiểu đấy. Tiền tố thứ 7 là tiền tố, xin lỗi, hậu. Nếu như cái bài hôm trước chúng ta là thì chúng ta đã học đến gọi là hậu tố thứ 7 là hậu tố là dom như là freedom. Hậu tố thứ 8 là ship như kiểu membership, kiểu kiểu như thế. Hậu tố thứ 9 hay gặp nữa là đuôi TS như kiểu deep, đúng không? Thế đấy là những cái hậu tố mà chúng ta nhìn chúng ta đoán được, à cái từ này nó là từ, nó là danh từ. Đấy. Thế đi thi là nhìn thấy bốn ô trống, nhìn thấy bốn đáp án là chúng ta nhìn xem là gì, là cái đáp án nào nó là gì, là những cái đuôi này, tức là nó là danh từ thì chúng ta chọn. Đấy. Nào tiếp theo, kỹ thuật là gì, sử dụng tiền tố để đoán nghĩa của từ. Theo nhá. Nếu như mà đi thi chúng ta đã phân biệt được là gì, là trong cái bốn cái đáp án ấy thì đâu nó là gì, là danh từ rồi, thì chúng ta cần phải biết thêm một cái điểm nữa là danh từ thường thường cái vị trí của nó đứng ở đâu. Đấy. Vị trí của danh từ mọi người sẽ nhìn thấy là gì, nó đứng ở đâu. Thường thường thứ nhất là nó hay đứng ở ở đâu nhỉ, nó hay đứng ở ở sau sau tính từ, đúng không? Danh từ rất hay là gì, là đứng sau sau. Thì hôm nay chúng ta sẽ sử dụng cái kỹ thuật của tính từ. Ví dụ như là gì, là chúng ta nhìn thấy ví dụ nhỉ, đó, she is a good teacher. Thế thì đi thi nhá, nếu như mà ô trống nó để là gì, là ở đằng sau từ good, thì chúng ta biết ngay là gì, là nó phải là danh từ, đúng không? Cái vị trí thứ hai ấy mà chúng ta hay gặp nữa là gì, là nó đứng ở đằng sau động từ thường, đóng vai trò làm tân ngữ, đúng không? Đóng vai trò làm tân ngữ. Ví dụ đi thi mà ô trống là gì, ví dụ ở đây trên trên bảng, đúng không? Là hậu tố, hậu tố để nhận biết là các bạn đã nhìn thấy là gì, là đi thi mà nó cho là gì, ô trống ở đằng sau từ a, he grabbed a rose to her chẳng hạn, thì là biết ngay chắc chắn là gì, là sau cái a đấy chắc chắn nó phải là gì, là danh từ, bởi vì là give somebody something hoặc là give something to somebody, đấy là cấu trúc của thằng động từ give, nên chắc chắn là gì, là chỗ này chúng ta cần phải một là gì, danh từ. Các bạn lưu ý nhé, là gì, là danh từ đứng sau động từ thường, đóng vai trò làm tân ngữ từ loại. Đấy. Thế các em lưu ý cách thứ ba chúng ta có thể là gì, là để ý trong bài thi ý, chúng ta nhìn thấy đằng trước ô trống nó là một mạo từ, đúng không? Thì cái khả năng cái ô trống đấy nó sẽ là gì, là danh từ rất cao, chắc chắn luôn. Ví dụ như là gì, là we need to hire an chấm chấm chấm, thì chắc chắn chỗ đấy cần một danh từ, và đây thì nó là gì, employee. Đấy. Cái vị trí thứ tư ấy mà chúng ta xét đến ý, là gì nhỉ, nó hay nằm, danh từ nó hay nằm ở đâu, nằm ở sau cái từ là in out. Ý này, một trong những cái phần mà không thể thiếu được thì rất gặp in out. Thế ô trống là gì, là đi thi nó cho ô trống ở đằng sau từ in out, chúng ta đoán ngay à, chỗ này là danh từ. Vì chúng ta có ví dụ là gì, we don't have enough money, đó, cái money này là danh từ đứng sau in out, to invest, để đầu tư. Tiếp theo ấy, cái vị trí thứ năm mà chúng ta kể đến ấy của thằng danh từ là nó hay nằm ở đằng sau giới từ. Giới từ, các bạn nhớ nhé, đằng sau giới từ.
Ví dụ ở đây là gì, là chúng ta có từ consideration, tức là nó nằm ở sau giới từ là into.